Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sau hơn 3 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, gọi tắt là chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, đã phát huy hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum từng bước đổi thay. 4 phòng học bộ môn được xây dựng mới và 30 chiếc máy tính mới được đầu tư từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đã giúp thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Đắc Sơn Nga, huyện Đắc Tô thuận lợi hơn trong việc dạy và học. Nhìn các em say sưa rê chuột, bấm bàn phím, tiếp cận với kiến thức trên Internet để học tập, thầy cô ai cũng vui mừng. Có thể truy cập Internet, tìm những thông tin bổ ích, có thể không hiểu bài, có thể lên Internet để tìm hiểu và được những điều hay. Đầu tư rất là nhiều, nhà trường rất là phấn khởi. Đây là cái điều kiện thuận lợi và động viên tinh thần của cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt cái công tác dạy và học, cái nhiệm vụ chính trị mà nhà nước đã giao phó. Căn nhà tạm năm xưa giờ đã được thay thế bằng căn nhà xây dựng kiên cố, khang trang từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Chị Y Lược ở thôn Vi Chơ Rinh, xã Hiếu, huyện Con Plong vui mừng cho biết, nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước thì vợ chồng chị sẽ khó làm được căn nhà như thế. Hai vợ chồng cưới nhau cũng gần 10 năm rồi. Trước ở nhà tạm, năm 2023, huyện hỗ trợ 44 triệu, vay thêm 40 triệu làm được căn nhà khang trang. Giờ chỉ lo phát triển kinh tế để tăng thu nhập và sớm thoát nghèo. Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên. Dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2023 là hơn 568.000 người. Dân tộc thiểu số chiếm gần 55%. Với 43 dân tộc cùng sinh sống. Sau 3 năm triển khai, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 đã tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh. Đặc biệt là kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn. Đời sống của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 6,84%. Việc đầu tư các công trình có trọng tâm trọng điểm như đã nêu trên thì bước đầu đã phục vụ được cái nhu cầu đi lại, sản xuất vận chuyển hàng hóa của nhân dân, phục vụ nhu cầu sử dụng trường lớp cho các em học sinh ở vùng đồng bào vùng xa, vùng sâu vùng xa, đảm bảo điều kiện cơ sở để học, để dạy học và đảm bảo điều kiện sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và các hoạt động vui chơi giải trí đối với công trình thiết chế văn hóa tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Đắc Tô. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, việc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 sẽ là động lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với đảng và nhà nước. Các dân tộc đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng phát triển, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.